Lần đầu tiên, tổ ngoại ngữ của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh ngay trên sân khấu lớn. Các em học sinh rất hào hứng tham gia và tự tin thể hiện tác phẩm. Hơn 100 lớp tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa đã đăng ký tham gia cuộc thi này từ vòng sơ khảo với hơn 50 video clips tự giới thiệu. Sau đó, trải qua đánh giá, ban tổ chức đã chọn được 34 video clips ở hai thể loại trình diễn cosplay và kể chuyện Bác Hồ vào vòng chung khảo để các em thi trực tiếp trên sân khấu trước nhiều người xem. Tại cuộc thi này, các em học sinh đã mang đến cho mọi người những câu chuyện hay, bài học quý giá và tâm đắc nhất về Bác Hồ được nói bằng tiếng Anh. Các chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ với tình đồng chí hay những bài học về cách sống, làm việc, phẩm chất, đạo đức của Bác Hồ mang giá trị thời đại đã được các em lựa chọn thể hiện. Qua cái chương trình kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh lần này thì tổ rất là muốn lan truyền một cái thông điệp chung mà thành phố mình đang phát động, đó là học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên buổi chung kết ngày hôm nay ở trên sân khấu có 17 clip về cosplay và 17 clip về kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh. Cuộc thi cũng được xem là buổi học ngoại khóa để các em có cơ hội được rèn luyện, trau dồi và tự tin hơn khi nghe nói tiếng Anh trước nhiều người. Trong bối cảnh tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu được các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sử dụng ngày càng thường xuyên phổ biến.